Mình đang ở trước cửa tiệm bánh mì Liên Hoa nha mọi người. Bánh mì ở đây bán rất là ngon, nên lần nào mình đi Đà Lạt thì mình cũng ghé cái cửa hàng bánh mì này để mua bánh mì. Thì ở đây vừa có bánh mì mặn và bánh mì chay nữa. Đi bây giờ mình sẽ vào đây để mua một ít bánh ngọt với lại bánh mì để ăn. Ngoài bánh mì thì còn có bán nhiều loại bánh ngọt khác. Qua bên đây để mua bánh mì. Chị ơi cho em hai ổ bánh mì chay nha chị, với lại hai ổ bánh mì chả thịt. Vậy là hai ổ chay, hai ổ. Quầy bên đây là bán bánh mì chay nha mọi người. Còn cái quầy còn trước là bánh mì mặn. Cái đó cho em ớt luôn nha chị, bánh mì chay có ớt. Có ớt luôn. Đây, hai ổ chay. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Phía trước mặt mình đang là quán cà phê Horizon. Bây giờ mình sẽ vào bên trong quán để xem là cái view nó có đẹp không nha mọi người. Quán cà phê này nó cũng nhỏ nhỏ thôi chứ không có lớn, nhưng mà có cái view nhìn xuống dưới cầu thông. Cái view nhìn xuống dưới đời không này. Buổi sáng lành lạnh, trời mưa lất phất, được hòa mình cùng với thiên nhiên, ngồi nhìn xuống rừng thông, nhấp nháp ly cà phê ấm áp thì còn gì bằng phải không mọi người?
Bây giờ mình sẽ vào trong để thưởng thức cà phê mọi người nha. Ở đây đẹp hả con? Ở đây đẹp hả? Đây là nước uống lúc nãy mình mới order nha mọi người. Mình order một cái trà đào cam sữa và một cacao sữa nóng. Còn đây là cái bánh mì liên hoa. Bánh mì liên hoa lúc nãy mình ghé ở ngoài tiệm bánh mì để mua ăn. Trời bây giờ bắt đầu đã sáng lại và không còn mưa nữa rồi nè mọi người. Bây giờ thì đang ngồi uống cà phê và ăn bánh mì liên hoa nha cô chú. Đang rất thích ăn bánh mì liên hoa. Sáng nay vô tiệm ăn sáng mà không chịu ăn gì hết, rồi mẹ dắt đi mua bánh mì ăn. Ăn một lần là hết nửa ổ bánh mì. Bánh mì ngon không Đăng? Ngon không? Con đang ăn gì vậy? Hả? Ăn gì? Bánh mì gì sao? Ăn bánh mì liên hoa ngon hơn con ha. Con uống cà phê chưa? Xong thì mình đi dạo một vòng bờ hồ Xuân Hương nha mọi người. Sáng nay thì trời cũng hơi se se mát mát thôi chứ không có lạnh lắm. À, lúc sáng mình mới ngủ dậy thì có mưa lất phất tí xíu, nhưng mà bây giờ thì trời trong trở lại rồi, không nắng lắm nhưng mà cũng không quá lạnh. Đây là ổ bánh mì mà mình mua lúc sáng ở tiệm bánh mì Liên Hoa nè nha mọi người. Ở bên trong thì có một miếng chả, giò thủ, với lại một miếng chăm bông, rau dưa, ớt. Đây, mời mọi người ăn bánh mì với mình nha. Bên trong còn bánh mì. Ăn không cho nữa hổ nè. Bánh mì đây họ làm cái hương vị đậm đà lắm mọi người. Bơ họ làm cũng béo mà thơm lắm. Ăn nó ngon hơn là cái bơ cũng hơn mấy tiệm bánh mì khác. Mình cắn nhầm miếng ớt, ăn nó cay mà đã quá. Mình mua từ hồi lúc sáng, bây giờ ăn nó không còn giòn lắm nhưng mà cũng ngon. Trưa nay mình ăn bánh mì chừa cơm luôn mọi người.